Giờ bắt đầu mình giúp nếp với cả nhà. Hôm nay là ngày 28, mời cả nhà cùng em và em gái gói bánh tét. Nếp này mình và em gái mua có 17.500 mà nếp thường. Mà gói bánh nó ngon lắm. Cái gỗ dày như vậy nè cả nhà, để mình giúp nếp đừng cho gớt nếp á. Nếp thì ngon, nấu lên dẻo. Rồi phần nếp giúp mình giúp để xong cả nhà. Mình giúp 4 lần nha. Bắt đầu chuẩn bị gói bánh cả nhà ơi. Nước dừa. Dừa này cả nhà. Đậu. Mình gói bằng này dây dây ni lông thôi cả nhà. Cái này mình ốp lên trước mấy bữa rồi mình mới gói cho cái nhà mở á. Rồi thành phần gói bánh tét. Đây là mỡ. Đây là nước cốt dừa. Và nếp. Thành phần gói bánh của hai chị em rất đơn giản nha cả nhà. Tại mẹ đều thích ăn bánh đơn giản vậy đó. Rồi mua đậu trắng rồi thì mẹ không chịu. Mẹ nói thôi mẹ ăn giống như ngày xưa làm thôi, đơn giản. Còn đây là lá bông, lá bông đầu. Rồi còn đây là lá gói bánh tét. Hai chị em gói ít đòn nha cả nhà. Thành phần mình có cây kéo để mình cắt đầu lá. Vừa bắt đầu là mình để ra vừa vô nước cốt. Nước cốt này là mình đã thái xong, mình để vô đây trộn. Mình luộc. Giữa nó không quên nó đều. Mẹ cho cái muỗng gì muỗng cái chơi thành ra cái sốc nó có cục. Cái đường nó bị bệnh đó. Nó uổng quá. Nó như dây éo quá nha. Nó như vô. Ở với em gái gói còn mình chỉ biết buộc thôi cả nhà ơi. Nhiều thì gói mấy em mời cứ lấy hậu được xuống chưa? Chưa đã được. Gói ấy thì được rồi. Lấy con nhanh thì con quên kêu. Mày ấy mới rồi. Mày ấy mới rồi.
Nhưng mà cái này cục bở năm nay là ngon. Được rồi, cái đó. Cái miếng nó bé béo quá. Còn đi thử ăn cái này bự không nha. Bự đó bạn, cái đó bự quá. Không bự thì mình bớt lại. Cũng vừa ha. Vừa. Nó không có bự được. Đây cho cái dây nào cuộn đi Vân, dây nào gì hả? Dây nào gì vậy? À, lá còn giòn quá nhỉ? Giòn hả? Đó, rồi có thun từ ngoài, cái thun nè. Ở ngoài buộc cái thun đi. Tí con qua ngợi đó tí. Hôm nay lại con phơi, không có trụng. Qua ngợi đó tí. Mình đó, con nói sao cái đòn này vừa đó. Đẹp rồi đó. Rồi. Đây còn đây có nhỏ chứ có cuộc không có nhỏ đâu. Chứ sao nó bị quá là ăn nó ngán quá. Trang. Ngoan. Nhỏ không? Cái gì chứ được rồi. Cái nó còn nở cái đó. Không, cái này là theo cục mỡ đó nha. Trên nửa ký quá. Cái đó là theo cục mỡ đó. Cục mỡ nó có bị dai à. Ngoại ăn miếng gì đi. Đi gói chị mày một hai đoạn đi đi rồi mình. Cái này giống hơi bị nhỏ vậy, hơi bị cột vậy. Có cái giống vậy đó. Thì cột về, cái cột về. Cái này hơi bị cột về, hơi bị cột. Không có giống dài nãy đâu. Dài cũng không đủ nè. Dài nãy em để riêng hả? Để riêng cục cái tí, lấy cho hai cây lật lên có một cục. Rồi, tí. Ờ đúng rồi, cục nãy để riêng đâu. Đây, để riêng luôn hả tí. Cứ làm nóng sẵn cho biết. Cái này nhiêu đồ mặn nấu thì không mới tính với đậu vậy. Nếu mà tính 15 đậu hay 15 16 đậu à. 15 16 hả? Đừng nghe tính bên cái đậu xanh này nè, bên trên nó vừa nè. Ê cũng cục rồi Cưng ơi. Cũng không vừa luôn. Cái này có chắc không? Nói ra không? Có à, mấy đồng nói. Cái này vừa 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 miếng luôn nè. Vừa miếng hả? Vừa miếng luôn. Ồ, ngoại chắc ngon. Chú miếng bánh này hơi chắc thử lợi đúng không? Ừ. Hôm nay tính là gói đậu với chú với mỡ cho nhiều nhưng á, cái nó ngon. Cái này nó hơi bị cục một chút rồi đó. Cái nào không? Dày à? Dày. Nè, giống nó dày không? Không, hơi dày dày còn dày cái. Có cộng dây xanh nó dài, có ba cộng. Ờ, dài mới được đó, dài vậy đó. Cái này hai cuộn hả? Chưa xé nó tí, chưa xé. Ủa, còn cuộn nào nữa không? Hết rồi đó. Tí là sao không thấy gì hay đi? Hả? Chắc tôi nói về về cộng cuộn. Ở này xé má. Xé là dài nè ơi. Xé là một ít rồi mới cột chính giữa mới được dây thun được không? Dây thun con đi ra, ấy ra chuối đi. Tí xé cho ngoại đi tí, mẹ đi đi gấp nước nó xuống rồi ngoại. Cái này nó hơi bị cột cũ đó hả? Ừ. Nó bị cột hay sao? Cái dây con cột thì thấy không cột mà có cái cọng dây giống á. Giống thì xéo tay lắm nên nhờ mà má mà gói hơi, má mà gói nó hơi bị bự chút dài chút nữa là cột không vừa. Ừ. Chị thì chỉ cắt mở một điều cho mình cháu đi nhờ, không có cột mở nữa. Làm ăn gà mà bởi vì mình không có sợ gì nữa. Đó miễn nó ngon là được. Cô thấy vừa ăn này ha. Con thấy vừa ăn đó. Mà nãy tại vì con mới ăn hủ tiếu nha. Cô thích chuyện chạm rồi. Để tôi nấu bữa làm rất không ngon. Ừ, làm rất không ngon. Làm rất ăn cái thức lắm. Tại vì con biết một năm con làm. Nói cả cái gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ta làm gì mới cực cực. Một đòn nhỏ nhỏ xinh xinh. Đẹp á. Mày giống gì đẹp á. Con làm nó hơi chậm một chút nhưng mà đẹp á. Ừ. Cảm gì cũng được rồi. Nó được một đòn. Hai đòn cái dẻo bây giờ mấy bạn làm nó ngon rồi nha. Nhớ còn mãi nó hay gắt cái đồng hồ thế bên này nè. Nhà kia mà còn mấy rồi bây giờ hết đậu cái chuối xé mấy lá chuối thì cái công việc rồi mãi để mua chuối được mà đâu mà nha. Bây giờ mấy trái rồi để tao thử nó như sao nha. Rồi để lên. Không có gì đâu. Bí cái này thôi. Bông dữ. Không đi qua đánh có sao không? Đi đi con. Chụp cái chiều luôn. Tại vì cũng cái này chú cái thật xanh, nhít cái thật xanh. Món đồ gì nói gì chứ khách là mình chuối không chứ chơi gì con à nói nó bị không chơi nè con lột chuối đi con lột chuối đi đi con nói nó rồi nó nói một đòn á chín trái thôi nó có 12 trái sao mình vô nổi. Người ta thích ăn ở quê là gì biết không? Đậu là đậu tự nhiên. Đậu là đậu mình nấu, mình có đậu sống đó. Chứ bây giờ còn của người ta là người ta nấu chín. Thôi bây giờ luộc không ngon đúng không? Thấy giờ luộc bây giờ là cái chữ mới giờ cho nó mau đẹp á. Cho nó luộc nhanh đó. À, mà kiểu như là tôi bà làm bằng cái than đá. Cha, có hai chiếc mượn tôi lấy ra đấy như sao? Cái đá ha. Cái nhân mặn á, hồi đó đậu của mình đâu. Cắt ra cái hộp đậu nó còn còn mặn bởi vì miệng nó phao thì nó rất ngon. Cái chơi gì được rồi cha ơi. Ừ được rồi má ơi. Có nếp nhiều. Bây giờ không, bây giờ nó có 4 trái nha. Nếu cái đậu này nữa là dư. Mọi người có nhiều người ta. Không, bây giờ mới có 5 trái đi. Thì à, không bỏ đây nào rồi, nửa trái 5 trái đi chứ 4 trái nè. Không phải đâu, thêm cái đậu này ra cho nó dài nè. Nãy giờ có nhớ cái đòn nồi chuối nhiều không? Chuối nhiều để cho con. Phải ăn chuối lắm rồi. Chuối này, chuối nhiều thế này. Em nước khô mày. Nó kêu mình á, bỏ một chi nhiều quá rồi cái nó ăn cái lượng cái này chuối nhiều quá. Chuối nhiều nó ngọt. Ta thấy cái bài sao cùng nó là bị sao quá. Xó cái mụ nội. Vậy đó có mười mấy đòn chuối nữa nha má. Cũng có 30 chưa? Đâu coi em. 8. Với nãy là 17 hả? 30 đòn này. 30 đòn mà bao nhiêu đó hả? Chuối thiếu. Chuối thiếu rồi. Vậy là con bỏ mấy cái rồi yên chuối gì. Ngon quá đó ngon. Rồi cái chuối thì cũng luôn. Con lộ đi xong. Rồi bây giờ con cứ việc bỏ vô đi rồi con nhìn gì vậy vô. Miếng đường, miếng muối gì đây. Cái nhà lá dừa mà hết chuối thì ra con cắt chuối. Ờ, cái nhà lá dừa mà thôi chị. Có gì chứ cũng. Dạ đủ. Còn nếu mà có dư á, mẹ con mình chơi bánh
bánh úng. Thank you.
Rồi giờ cuộn xong hết đây nè cả nhà. Bây giờ mình cắt vô cái ổ. Ủa cái này cái nào đậu nào chuối cưng? Cái này đậu. Cái này chuối phải không? Vậy là chuối mình để dưới. Chuối mình có làm giống. Là được nhiêu? 2, 4, 6, 8, 10. 10 đậu chuối rồi đó. 10 này. Cái này là đi đậu cưng đó. 12. Nó không có đồng hai tiếp của mình. 14. Một ly nữa. 3 đồng vô đầu. 16. 18. 20. Còn mấy con là gì nè? 22. Mấy con này lát á. 24. Mà hấp tính là được. 24, vậy là mình được nhiêu đầu chuối? 24 rồi đó, cái đó phải chuối không? Không đâu. Vậy là được 24 lần chuối. Cái này đậu. Cái này cũng được dấu phải không? Cái này đậu được 6 nữa. Nó tẩy ra được 40 đồng nha cả nhà. Nhiều đó mà cũng được 40 đồng. Này giờ thấy cũng không nè. Thôi vậy thì vừa thấy cái nha ha. Rồi giờ mình thứ tặng mình lựa 24 đồng chuối, 16 đồng đậu là 8 kg nếp. 8 kg nếp. Như được mấy đồng bánh xong nữa nè. Với mấy cái đồng bánh xong. Mấy cái đồng bánh xong nè cả nhà. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình đi luộc. Cái đoạn nhỏ là cái dê. Đây đây con. Thấy chưa? Đẹp quá. Nhỏ là nhiều. Cũng nhiều quá trời nha. Thấy gì nhiều quá má. 40 đồng, cái này vừa ăn rồi cả nhà. Cái này nếu mà gia đình của mình gì về buổi sáng đó là mình cắt ra bà cắt bà phanh gì nè. Là đủ 1 đồng. Ông tóc rồi thiệt tình đó ông tóc. Giờ mình sửa soạn đi đi luộc nhé cả nhà. Giờ mình thử bánh tét nha cả nhà. Sôi ầm ọc nó nóng cưng đó nha. Ô đồng nào đồng mấy không phải nhỏ đâu nha chị. Nè thấy không? Wow. Ô nấu ra sao bự dữ vậy? Lúc mình gói sao mình thấy nó nhỏ ha. Nhỏ. Cái bánh ú của em nó tiêu rồi không biết. Bây giờ mình lấy tên thử nhân chuối nha. Thử nhân chuối đi chị Phái ăn nhân chuối. Cắt cái nhân chuối này đi. Nóng ra phỏng tay nha, từ từ nha, sao lấy cái lấy cái da. Wow, đâu đồng bánh tét đâu. Ồ. Bỏ vô nước cho nó nguội đó cả nhà.
bận quá chị ha. Giờ mình cắt thử bánh nha cả nhà. Thử bánh nghiêng chuối. Quá ngon. Quá mềm mà dao chín dữ lắm rồi cưng ơi. Còn nhân mặn nó hơi ấy một chút. Cái này nghiêng chuối này là mình phải mở ra. Ôi coi nè. Quá trời ngon ha. Quá trời ngon rồi, nóng mất cả nhà. Ăn vừa nóng vừa thổi mới ngon đó. Quá trời ngon. Quá ngon. Trời ngon quá cả nhà ơi, mà hơi bị nóng rồi cả nhà. Ôi nếp vậy nó dẻo ngon quá ha. Quá trời ngon rồi chú. Chú vườn đó cả nhà. Em mời cả nhà ăn bánh tét nha. Vừa ăn ngon. Nóng, hơi bị nóng. Mới giới thôi cả nhà. Ngọt chú ngọt. Chú vừa ngọt. À ngói quá trời ngon luôn ha, chuối nó đỏ rồi nè. Quá trời ngon. Bánh chuối. Thôi hơi bị nóng quá. Cả nhà ơi, nếu mà cả nhà thấy ngon và thấy em và em gái á và mẹ làm cách này đơn giản á, cả nhà làm theo em và em gái và mẹ nha. Cái này làm đơn giản mà nó rất là ngon đó cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Vũ Vlog một like nha cả nhà. Hẹn video tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Em bye bye cả nhà. Bye bye đi các bạn.